đế chế Maya, nền văn minh thịnh vượng và bí ẩn bậc nhất lịch sử nhân loại. Từ trước tới nay, mỗi khi nhắc đến các nền văn minh cổ đại, ta thường nhắc đến Ai Cập. Tuy nhiên, sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến nền văn minh Maya, Mexico cổ đại, nền văn minh tiền đề cho rất nhiều đế chế lịch sử khác. Trong thời kỳ này, cư dân nơi đó đã có những khám phá và phát minh mới về thiên văn học, toán học và nghệ thuật. Và cũng như nhiều nền văn minh khác, đế chế Maya đã đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, để lại dấu hỏi lớn cho các nhà nghiên cứu sau này. Kho tàng trí tuệ bí ẩn nhưng đáng ngưỡng mộ. Người Maya có nguồn gốc từ vùng Mesoamerica, Trung Mỹ ngày nay. Khu vực này nằm giữa Mexico và Nam Mỹ, là quê hương của nhiều nền văn hóa của thổ dân da đỏ, bao gồm Aztec, Olmec, Teotihuacan và Toltec. Nơi người Maya sinh sống ngày nay là Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador và miền Nam Mexico. Lãnh thổ của họ bao phủ 1/3 Trung Mỹ và luôn giao thoa với các nền văn minh lân cận. Người Maya phát triển nền văn minh đầu tiên của họ trong thời kỳ tiền cổ điển. Tuy nhiên, các học giả vẫn đang tranh luận về khởi điểm của nền văn minh này. Di chỉ Maya tại Pueblo, Belize hiện nay có niên đại vào khoảng năm 2600 trước công nguyên theo phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon. Khu định cư được thành lập vào khoảng năm 1800 trước công nguyên ở vùng Soconusco, ven bờ Thái Bình Dương, và người Maya lúc này đã canh tác các loại cây trồng chủ yếu là ngô, đậu, bí và ớt. Thời kỳ này được đặc trưng bởi các cộng đồng định canh và sự xuất hiện của đồ gốm, hình nhân làm từ đất sét chịu lửa. Trong thời kỳ cổ đại, văn minh Maya đóng vai trò khởi thủy cho các phát kiến. Đó là một nền văn minh ẩn chứa kho tàng trí tuệ bí ẩn mà đến giờ thế giới vẫn không ngừng giải mã. Một trong những thành tựu đáng ghi nhận nhất của văn minh Maya chính là hệ thống chữ viết. Chữ viết được biết đến duy nhất ở Trung Mỹ vào khoảng 150 đến 250 trước công nguyên. Nó là một chuỗi của các ký hiệu âm và dấu tốc ký, có hơn 1.000 ký hiệu khác nhau. Nhờ có hệ thống chữ viết mà người Maya đã viết sách về các vị thần, về người đứng đầu, về cuộc sống và những sự kiện đặc biệt của họ. Tuy còn mang tính tượng hình, nhưng chữ viết của người Maya đã tiến xa hơn chữ tượng hình của nền văn minh Ai Cập. Người Maya đã biết sử dụng giấy được làm bằng vỏ cây hoặc da nai phơi khô. Người Maya là một trong những người đầu tiên xây dựng nên thành phố. Những thành phố nổi bật nhất là Napke, Chichen Itza, Yaxchilan, Oxkintok. Những khu đô thị của họ có sức chứa hàng vạn người, được xây dựng hoàn chỉnh hiện đại, tiêu biểu là thành phố Chichen Itza, nằm cách vùng nghỉ dưỡng Cancun không xa. Người Maya cũng có những nhà toán học, thiên văn học đầy tài năng. Họ nắm được phương pháp tính lịch vô cùng chuẩn xác mà không có bất cứ một sự hỗ trợ nào từ máy móc, thiết bị hiện đại. Tuy không phải những người đầu tiên nghĩ ra lịch, nhưng họ đã tự tạo ra 4 hệ thống lịch cho những giai đoạn riêng. Họ tính toán được một năm có 365 ngày, thậm chí còn tính được khoảng thời gian đủ để trái đất quay một vòng quanh mặt trời, tính được chu kỳ quay quanh mặt trời của sao Kim là 584 ngày. Người Maya đã sáng tạo được một nền toán học phát triển chi tiết, có thể ghi chép các sự kiện, quyết định thời gian gieo trồng, thu hái và tính toán chính xác thời tiết, đặc biệt là những ngày mưa nhiều nhất trong năm để lợi dụng tốt nhất những vùng đất đai cằn cỗi. Cùng với sự phát triển của các nền văn minh Trung Mỹ khác, người Maya sử dụng hệ đếm nhị thập phân và hệ ngũ phân. Thuật toán học của họ so với các dân tộc thời cổ đại giỏi đến mức đáng kinh ngạc, đặc biệt là việc họ rất thành thạo khái niệm về số 0 sớm hơn châu Âu khoảng 900 năm. Đặc biệt, nghệ thuật Maya khoảng từ năm 200 đến 900 trước công nguyên được đánh giá là tinh xảo và đẹp nhất. Những tác phẩm chạm khắc và nghệ thuật đắp nổi bằng vữa tường ở Palenque và những bức tượng ở Copan phô bày dáng vẻ tinh tế, yêu kiều, chính xác của con người ở Nam Mỹ. Trong đó phải kể đến ngôi đền Kukulkan, gồm các tòa thành xây theo kiểu lô cốt, một trong những di tích cổ nhất của thành phố Chichen Itza, diện tích 3.000 km2, cao 30m, thân tháp cao lớn, bốn mặt có tổng cộng 364 bậc, bao gồm cả thần miếu trên đỉnh tháp. Một xã hội toàn năng. Tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Maya. Một trong những nghi lễ rửa tội quan trọng đối với người Maya cổ là tắm hơi cho đổ mồ hôi. Gần giống như phương pháp tắm hơi ngày nay, phòng tắm hơi của người Maya được xây từ nhiều tảng đá, trần nhà tắm chỉ có một lỗ nhỏ. Nước được đổ xuống những tảng đá nóng trong phòng để tạo nên hơi nước, khiến cơ thể toát mồ hôi. Người Maya thích phương pháp này bởi vì họ cảm thấy được sảng khoái và sạch sẽ hơn. Người Maya còn cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên bất động. Thần mặt trời, thủy thần,
luôn được coi trọng bởi hai vị thần này có ảnh hưởng lớn đến những vụ mùa bội thu. Do đó, người Maya cho rằng để thời tiết không bị hạn hán và luôn ổn định, họ phải đưa vào giếng thánh một cô gái đồng trinh 14 tuổi để hiến tế hoặc cảm ơn các vị thần. Cô gái khi được đưa xuống giếng sẽ trở thành người hầu của thủy thần, được ăn ngon mặc đẹp và tận hưởng cuộc sống an nhàn. Cũng như các nền văn minh cùng thời, xã hội Maya chia thành hai loại là dân tự do và nô lệ. Dân tự do bao gồm quý tộc, tăng lữ, người đứng đầu thị tộc có nhiều quyền lực, số dân còn lại là người lao động sản xuất. Nô lệ là tầng lớp chiếm đa số trong xã hội, họ có địa vị thấp kém và phải làm tất cả những công việc nặng nhọc như chặt cây, đốt rẫy, xây dựng đền miếu. Tổ chức chính trị điển hình của người Maya là các vương quốc nhỏ, người đứng đầu truyền theo hình thức cha truyền con nối. Ở Maya có 18 thành bang, do đó nền văn minh Maya không bao giờ được thống nhất. Từng thành bang sẽ cử một giáo sĩ cấp cao, đứng đầu hệ thống giáo sĩ, chuyên về nghi lễ, tôn giáo, tiên đoán các sự kiện tốt lành cho người cai trị. Vua Maya bổ nhiệm các quan phụ tá Bataps để cai trị các thành phố phụ thuộc và các làng xã trong thành bang. Bataps sẽ tổ chức hành pháp, tư pháp và lập pháp, đảm bảo triều cống và cung cấp quân đội trong thời chiến tranh. Bataps chủ trì hội đồng địa phương cùng trợ lý giúp đỡ nhân dân trong thành bang và chính quyền trung ương. Ở mỗi thành bang được cử một chỉ huy quân sự tối cao mà người Maya gọi là Nakom. Nakom phục vụ trong quân đội 3 năm và có nhiệm vụ đề ra chiến lược quân sự và kêu gọi quân đội đi chiến đấu. Quân đội Maya rất kỷ luật, các chiến binh tích cực tham gia vào các bài tập huấn luyện và diễn tập thường xuyên. Mọi người đàn ông trưởng thành ở Maya đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhà nước Maya không duy trì quân đội thường trực, các chiến binh sẽ được tập hợp bởi các quan chức địa phương. Xã hội Maya bị chia rẽ mạnh mẽ giữa giới thượng lưu và thường dân. Khi dân số tăng theo thời gian, các lĩnh vực khác nhau của xã hội ngày càng trở nên chuyên biệt, tổ chức chính trị ngày càng phức tạp, tầng lớp trung lưu bao gồm các nghệ nhân, các linh mục và quan chức cấp thấp, thương nhân và binh lính. Thường dân bao gồm nông dân, công chức, người lao động và nô lệ. Các gia tộc cho rằng đất đai là tài sản của tổ tiên thị tộc và mối quan hệ giữa đất đai và tổ tiên đã được củng cố bằng cách chôn cất người chết trong các khu dân cư. Văn minh Maya cho rằng các vị thần Maya cai quản thế giới cả hữu hình và vô hình. Họ có niềm tin các thế lực siêu nhiên luôn hiện diện, từ các hoạt động hàng ngày đơn giản nhất như chuẩn bị thức ăn đến thương mại, chính trị và các hoạt động khác. Người Maya coi trọng hôn nhân dù nó được xây dựng trên cơ sở quyền lợi gia đình, chứ không phải từ tình yêu. Gia đình cô dâu đòi hỏi rất nhiều tiền và các lễ vật khác mới đồng ý gả con gái. Người đàn ông đôi khi phải sang làm công cho nhà vợ vài năm đầu sau khi cưới. Luật pháp Maya chấp nhận ly hôn trong các trường hợp vô sinh, lừa dối, ngoại tình, trẻ con sẽ sống với ba mẹ hoặc tùy vào thỏa thuận. Bí ẩn ngày tận thế 2012. Hẳn nhiều người vẫn không quên những hình ảnh ấn tượng về ngày tận thế trong bộ phim 2012. Điều thú vị là các nhà làm phim đã sử dụng tiên đoán về ngày tận thế năm 2012 của người Maya cổ đại. Theo một số tài liệu còn lưu lại về người Maya, đã được các nhà tu sĩ Tây Ban Nha dịch vào năm 1521. Trong cuộc xâm lược của người Tây Ban Nha, người Maya đã đề cập về ngày tận thế. Tài liệu này được lưu truyền trong nhiều thế kỷ và các nhà khoa học đã khám phá ra ngày kết thúc trong lịch của người Maya tương ứng với 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 theo lịch của chúng ta. Theo người Maya cổ đại, đó sẽ là ngày cuối cùng của nhân loại. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin từng xác nhận rằng chính người Maya cũng không khẳng định ngày cuối cùng trong lịch của mình sẽ là ngày tận thế. Tất cả những câu chuyện đáng sợ sau con số này đều do người phương Tây phóng đại ra. Về mặt khoa học, các nhà nghiên cứu từng đưa ra giả thiết rằng đến một thời điểm nào đó, mặt trời sẽ phóng ra lượng nhiệt cao hơn bình thường, có thể gây nguy hiểm cho môi trường sống của động thực vật trên trái đất. Tuy nhiên, điều này đã bị các nhà khoa học NASA bác bỏ, và cho đến nay thì bí ẩn về con số 2012 vẫn gây tranh cãi rất là nhiều giữa các nhà khoa học và khảo cổ học. Vì sao nền văn minh Maya biến mất? Ngày nay, chưa có kết luận khoa học nào thực sự chắc chắn về nguyên nhân sụp đổ của nền văn minh Maya. Các nhà nghiên cứu phát hiện, khoảng năm 950, lượng dân cư của nền văn minh Maya sụt giảm nghiêm trọng. Khoảng 90-95% người Maya đã chết. Sự tĩnh lặng đầy bí ẩn đó khiến nhiều người cho rằng đây là một trong những thảm họa lớn nhất về nhân khẩu học thời tiền sử của con người. Điều gì đã xảy ra với nền văn minh đó? Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học được hỗ trợ của Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ NASA đã tìm ra một ý tưởng giải thích thỏa đáng cho bí ẩn trên. Theo nhà khảo cổ học kỳ cựu Tom Sever, chính người Maya đã gây ra điều đó. Người Maya được cho là cư dân sống hài hòa và thân thiện với môi trường, nhưng cũng như các nền văn minh khác,
họ phải phá rừng và hủy hoại cảnh quan xung quanh để duy trì cuộc sống trong những giai đoạn khó khăn. Họ phá rừng để lấy đất trồng trọt, làm nương rẫy phục vụ cho nông nghiệp. Điều này làm phát sinh nhiều thứ tồi tệ. Giới khoa học phát hiện, có một đợt hạn hán lớn từng diễn ra đúng thời điểm người Maya biến mất. Thêm vào đó, nhóm nghiên cứu thấy, trùng thời điểm suy tàn nền văn minh, chính người Maya đã chặt hầu hết số lượng cây có trên mặt đất, nơi họ đang định cư, làm các cánh đồng canh tác ngô, đáp ứng nhu cầu lương thực dân số phát triển quá nhanh. Ngoài việc canh tác, gỗ còn được dùng làm củi hoặc vật liệu xây dựng. Người Maya cần đốt rất nhiều cây, dùng nó làm nóng chảy đá vôi, từ đó tạo ra vữa vôi xây dựng các kim tự tháp, đền đài khổng lồ, hồ chứa. Nhóm nhà khoa học đã xây dựng mô hình máy tính khôi phục nhằm trả lời câu hỏi làm cách nào mà việc phá rừng lại đóng một vai trò quan trọng trong việc khiến tình trạng hạn hán trở nên tồi tệ hơn. Theo các kết quả nghiên cứu công bố, nếu toàn bộ số cây bị chặt phá thì nhiệt độ tăng thêm 3-5 độ và giảm lượng nước mưa xuống khoảng 20-30%. Thực tế hạn hán xảy ra ở khắp các khu vực khác nhau của đế chế và chính nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm bởi sự phá rừng cục bộ đã gây ra các vấn đề nghiêm trọng đủ đưa các thành phố lớn của từng quốc gia hùng mạnh trong đế chế vào bờ vực của sự diệt vong. Canh tác quá mức khiến đất đai suy kiệt và xói mòn. Việc phá rừng làm nương rẫy liên tục trên quy mô lớn khiến diện tích rừng thu hẹp nhanh chóng và hạn hán diễn ra với tần suất nhiều hơn. Không những thế, hạn hán làm khả năng chứa nước tại các hồ chứa suy giảm, trong khi đây là điều kiện tiên quyết để duy trì sự phát triển trong mùa khô. Nhiều vấn đề liên quan khác trở nên trầm trọng hơn như sự mất ổn định quốc gia, chiến tranh giành đất đai, lương thực hay cướp phá của cải nguồn nước, bệnh tật. Và cuối cùng là sự thiếu ăn triền miên. Khi đói kém mất mùa kéo dài, chiến tranh cướp bóc là điều mà chúng ta có thể lường trước được và sự diệt vong là điều không thể tránh. Dù nền văn minh đã suy tàn nhưng hiện nay còn khoảng 7 triệu người Maya đang sinh sống trên khu vực bản địa của ông cha và gìn giữ được nhiều di sản của văn hóa cổ. Nhiều người trong số họ khá hòa nhập với văn hóa hiện đại, nhưng không ít người tiếp tục duy trì bản sắc văn hóa riêng cũng như dùng ngôn ngữ riêng. Người Maya đương thời đang cư trú đông nhất trên một số bang của Mexico gồm Yucatan, Campeche, Quintana Roo, Tabasco và Chiapas, cùng với các quốc gia Trung Mỹ gồm có Belize, Guatemala và miền Tây của Honduras và El Salvador. Ngôn ngữ ngày nay mà chúng ta sử dụng có nhiều từ có nguồn gốc từ tiếng của người Maya như từ shark, cá mập, coqua là cacao. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!